Nhưng mà chung Dạ, đầu tiên em cũng chào lại anh và tất cả cô chú anh chị đang theo dõi live ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta cập nhật thông tin chúng ta thấy đúng không ạ? Nào là có biển số này, rồi là có mua cái đồ bọc bảo ngoài vệ đó, nó giống kiểu cái lưới thép á, để bảo vệ cái đúng logo không? đó. Thì chúng ta cảm nhận được cái gì? Thế thì chúng ta có đặt ra một cái câu hỏi đó, thế luật pháp Mỹ có cấm cái hành vi trộm cắp không? Thì theo em nghĩ chắc chắn là có, bởi vì cái hành vi đó nó đi ngược lại với lợi ích của người dân Mỹ mà. Thì một người thì trộm, một người thì mất tài sản, chắc chắn chính phủ Mỹ, pháp luật Mỹ người ta cấm cái hành động đó. Thế thì cảnh sát Mỹ người ta có quản lý lĩnh vực đó không? Thì chắc chắn là có. Thế nhưng tại sao nó vẫn xảy ra? Và nó sẽ xảy ra ngay tại nước Mỹ là nơi văn minh nhất, đúng không ạ? Thiên đường nhất, không làm cũng có ăn. Sang Mỹ là ở nhà lầu đi xe hơi, cái gì cũng miễn phí. Đó là những cái câu nói thường xuyên các anh hay đi các cái diễn đàn, các anh đi tuyên truyền, các anh lôi kéo người dân trong nước. Ở bển cái gì cũng tốt hết, ở bển mà không làm có ăn, đúng không? Thế thì tại sao nó lại có cái hành động đó xảy ra? Và cảnh sát Mỹ tại sao người ta lại lại phải lên hẳn TV người ta thông báo, đúng không ạ? Người ta cảnh rất nhỏ trong cái tồn tại của xã hội Mỹ. Thì em cũng rất ít khi em đưa ra những ví dụ cụ thể ở xã hội Mỹ. Ở Việt Nam, các anh đổ lỗi cho ai? Chắc chắn là các anh sẽ đổ lỗi cho đảng, cho chính quyền, rồi cho lực lượng chức năng. Chắc chắn là như vậy. Thế thì cái việc ở Việt Nam nó xảy ra cái vấn đề trộm cắp có không? Có chứ, em khẳng định có. Làm sao không có được? Mới đây nhất thôi là chúng ta thấy này, có hai cái du khách nữ người Nga đó, Đúng người ta bị cái tài xế taxi người ta trộm mất cái điện thoại, đúng không ạ? Thế à thì cũng một trong thời gian ngắn thôi, lực lượng chức năng người ta cũng đã tìm bắt được đối tượng và à bàn giao lại tài sản cho hai cái nữ du khách người Nga. Cái đầu tiên đó đó, là chúng ta thấy được là gì, là chúng khác ta lên biệt án cái hành 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 vi mà trộm cắp tài sản như vậy, đó là sai quy định của pháp luật. Và đặc biệt nữa là đối với du khách thì nó làm xấu đi cái hình ảnh của Việt Nam chúng ta. Cái đó là chúng ta phê phán, chúng ta không không đồng tình vấn đề đó. Thế nhưng cái thứ hai mà chúng ta nhìn thấy trong cái góc độ này đó là gì? Đó là sự vào cuộc, đúng không ạ? Vào cuộc rất nhanh của các cơ quan chức năng, trong một thời gian ngắn đã tìm ra đối tượng trộm cắp này để trả lại tài sản cho người mất. Cái này chúng ta thấy rất rõ thôi. Và đặc biệt có những cái vụ án hoặc là những cái đối tượng bị truy nã quốc tế đó sang Việt Nam chúng ta thì thường bị bắt rất là sớm, bắt rất là nhanh. Đó là do là chúng ta có cái đặc biệt đặc thù riêng mà giữa cơ quan chức năng đó với người dân chúng ta đó, người dân Việt Nam chúng ta đó có cái mối liên kết, mối đoàn kết, mối tương trợ nó rất là tuyệt vời. Và cái điều này nó được khẳng định qua cái vấn đề mà chúng ta xây dựng cái thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân đó. Thì cái này là một cái hiệu quả rất là tuyệt vời. Và chúng ta cũng tìm hiểu thêm là có một số vụ án đó mà có thể là cái đầu mối để lại không ít đó. Thì chúng ta có cái phong trào là gì, toàn dân tố giác tội phạm đó, thì qua các cái cung cấp của người dân đã giúp cho các cơ quan chức năng người ta tìm được những cái người mà vi phạm pháp luật rất là nhanh và làm sáng tỏ vụ án để trả với lại lại thế này nữa là cái công chung bằng. với lại thế này nữa là chung tức là hai câu chuyện nó cũng tính chất nó giống như nhau đúng chưa? Một bên kia đó là nạn trộm cắp là cắt cắt cái ống bô của cái xe xe ô tô đúng không? Còn bên Việt Nam là vấn đề là coi như là giật điện thoại của du khách ha. Thì chúng ta cùng nhìn về hai cái giải pháp. Ở bên kia bên Mỹ á, thì cảnh sát Mỹ họ lên họ khuyến cáo họ là người dân là phải nên trang bị cái này trang bị cái kia để tự bảo vệ cái ống bô xe của họ gắn thêm cái gì đó vân vân mà mây mây đúng không? Còn chưa nghe nói tới là có chi lùng chi tìm cái những cái nơi mà gọi là tiêu thụ đồ gian đó hay không thì chưa nghe nói tới. Ngược lại bên phía Việt Nam cũng là mất mất cắp cũng trộm cắp mất điện thoại thì công an Việt Nam là lập tức vào cuộc để truy tìm và nhanh để tóm hai những thành phần đó trao trả lại cái điện thoại cho du khách. Bây giờ chúng ta đưa ra vấn đề nếu ha, thưa quan xin nhắc lại nha, nếu như ở Việt Nam mà cảnh sát Việt Nam lại lên truyền hình và khuyến cáo là nhà du khách khi muốn tới Việt Nam á, thì lại phải sắm thật sợi dây xích
xích cái điện thoại lại để chống bị trộm cắp giật, thì những thành phần bên kia nó sẽ nói như thế nào? Chung 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 thử hình dung cái đoạn này xem đúng không? Bởi vì cái giải pháp nếu mà đưa ra như vậy á, thì là nó tương đương như bên kia là phải tự trang bị những gì đó để bảo vệ, rách cái mô lại đi để đừng có bị lấy. Thì bây giờ kêu là ví dụ du khách trước khi vào Việt Nam, không lẽ giờ bên Việt Nam khuyến cáo là nên lấy sợi xích lại cái cáp gì đó, xích với cái điện thoại chung dính vô người hay sao, đúng không? Ở đó thì Quang đưa ra điểm này để mọi người thấy rõ ràng có hai cái sự khác biệt. Còn những con người bên kia đó, họ mang tiếng, họ mang là cái dòng máu Việt, người Việt, mà họ chỉ biết bị bôi xỉa xói những cái gì ở đất nước của họ, quê hương của họ. Quay lại cái vấn đề này chút xíu, liên quan tới yếu tố gọi là Trung Quốc, đúng không ạ? Mọi người biết rồi, cứ cái vấn đề gì mà nó dính tới cái từ Trung Quốc á, yếu tố Trung Quốc á, là họ nhảy dựng nhảy đồng lên kinh lắm. Mọi người công nhận với tôi quan điểm đó không? Thì nhân tiện mà Trung nhắc tới vấn đề là cái vụ mà ông cái gì McCain á, mà đã vận động để cho bình thường hóa quan hệ với Việt Nam á, thì mọi người nhớ tới câu chuyện trước đây, nếu mà thưa quan nhớ không lầm á, là như nước Mỹ cũng có cái luật gì là dỡ bỏ cái lệnh mà Việt Nam, hạn chế Việt Nam mua vũ khí á, đúng không? Thì những thành phần bên đó cũng chống đối rất là kinh, đúng không Trung? Là yêu cầu chính phủ Mỹ là thế này thế nọ, là các chính phủ các nước là không dỡ bỏ cái lệnh đó cho Việt Nam, coi như là để Việt Nam không được mua vũ khí để trang bị, coi như là phòng thủ cho đất nước á. Thì xin hỏi mọi người, nếu cái điều đó xảy ra, Việt Nam không có đầy đủ đồ đi ha, thì lỡ cái ông to con hàng xóm ông thế này thế nọ, thì đất nước Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam chống ông đó bằng cái gì? Người dân Việt Nam chống ông đó bằng cái gì? Chống bằng niềm tin à. Mọi người thấy bản chất của những thành phần bên đó không? Rõ chưa? Rồi thêm một câu chuyện nữa, chắc mọi người cũng biết rồi, cái bị đạo diễn nào ở bên Hollywood, đúng không, làm cái phim nào đó, làm cái phim gì đó nó có yếu tố gọi là họ công nhận cái đường lưỡi bò trên bộ phim, thì đất nước Việt Nam chúng ta lập tức là có động thái ngay và cấm những bộ phim đó. Và khi truy ra là gì, là những vị đạo diễn đó ở bên Mỹ. Câu hỏi đặt ra, vậy những cái thành phần á bao que sổ lá đó, nó thường dùng cái chiêu bài gọi là chống tàu tổng cộng, chống Trung Quốc gì đó. À, những gì liên quan yếu tố đến Trung Quốc á, những thành phần đó đó có động thái hoặc hành động nào lên án hoặc phản đối hai cái nhân vật đạo diễn đã sản xuất ra cái bộ phim đó, đúng không mọi người? Thì ở đây câu chuyện thưa quan đưa ra cho mọi người thấy cái bản chất mà gọi là cái chiêu bài chống tàu chống Trung Cộng gì đó của cái đám bao que sổ lá bên đó, thực chất nó nằm ở đâu nha? Thực chất nó nằm ở đâu? Rồi xin mời Trung. Dạ thì em chia sẻ thêm ở cái góc độ này, có nghĩa là về hai cái sự việc mà mất ống bô ở Mỹ hay là du khách Nga mất điện thoại ở Việt Nam đó, về bản chất thì đều là cái hành vi trộm cắp tài sản của các cái người xấu thôi. Người ta thực hiện hành vi này là hành vi vi phạm pháp luật, em khẳng định như vậy, kể cả ở Mỹ hay ở Việt Nam. Thế nhưng mà cái cách xử lý thì chúng ta nhìn nhận được, đúng không ạ? Nhìn nhận được nó khác nhau hoàn toàn. Thế nhưng mà cái điều mà chúng ta đang nói ở đây đó, thì các cái sự việc người ta diễn ra ở Mỹ thì đất nước Mỹ thì rất là rộng, rộng hơn Việt Nam rất là nhiều. Thì chúng ta có thể thấy được là cái sự việc người ta diễn ra ở đó chắc chắn nó sẽ nhiều hơn ở Việt Nam chúng ta. Bởi vì diện tích rộng thì kèm theo là dân số rộng, mà dân cái điều kiện xã hội phát triển đó, thì cái mặt trái của nó cũng đi kèm theo, thì ở Việt Nam cũng vậy thôi. Thế nhưng mà nếu như cái sự việc ở Mỹ đó, thì các anh coi như là bình thường, các anh không quan tâm đến nước Mỹ, các bác 80 tuổi đó, thì sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nước Mỹ. Thế nhưng mà những anh trẻ thì lại bảo là không quan tâm nước Mỹ, có nghĩa là nước Mỹ nó muốn sao làm,
đúng không ạ? Nó trộm cắp hay là nó đập phá hay là nó giết người hay là nó bắn súng hay là nó sụp đổ, các anh không quan tâm, mà các anh chỉ quan tâm ở Việt Nam thôi. Thế nhưng các anh quan tâm ở Việt Nam ở góc độ gì? Đó là các anh bới móc. Mới cái việc mà du khách mới bị mất điện thoại là ngay lập tức đã có một số anh lên rồi. Các anh ghép cái hình ảnh vô và các anh cho rằng là trước đây Nga đã từng nói là Việt Nam là điểm đến an toàn. Nhưng hiện nay thì du khách Nga thất thần vì bị mất điện thoại thế này thế kia. Đó là cái cách mà các anh dè bỉu, đúng không ạ? Các anh dè bỉu, các anh coi thường đất nước chúng ta. Thế thử hỏi một cái con người đó mà người ta cứ cứ suốt ngày người ta cứ bới lông tìm vết, rồi người ta tìm những cái điểm mà tồn tại của xã hội, rồi các anh thế này thế kia, thử hỏi cái xã hội đó có phát triển được không? Các anh nhìn thấy thì các cơ quan chức năng người ta cũng nhìn thấy. Thế không lẽ cả một cái bộ máy, đúng không ạ, cả một cái cơ quan người ta lại không bằng những cái anh mà chuyên lên nói xiên nói sẹo, mà chúng ta hay gọi là anh kèo anh cột đó. Các anh đao to búa lớn vậy thôi chứ các anh cũng không giải quyết được vấn đề gì. Và hai cái cách xử lý để chúng ta có thể thấy được về góc độ nào đó, đúng không ạ, về Việt Nam và Mỹ nó cũng có sự khác biệt. Thì cái này thì em cũng không có ý kiến gì, bởi vì hai quốc gia nó khác nhau. Cái vấn đề thứ hai đó, không riêng gì các cái việc mới đây mà cái bộ phim mà liên quan đến cái đường lưỡi bò hay là đường chín đoạn đó, không riêng gì cái việc đó mà tất cả các việc khác, ví dụ ở trong nước đó thì các anh phản đối rất là gay gắt, kể cả một số thành phần ở trong nước cũng vậy, cứ liên quan đến Trung Quốc là các anh cái bài xích, rồi các anh thế này thế kia, rồi vân vân cả, các anh chế ảnh, các anh chế giễu vân vân cả, nói xấu đặt điều cái hiệp ước Thành Đô là một cái ví dụ điển hình đó, đúng không ạ? Chúng ta thấy đó. Người ta thường đưa ra những cái dự kiện nó không có thật, nó dẫn dắt dư luận, rồi nó nói xấu nhà nước chúng ta. Cái điều này chúng ta nhận diện được từ rất lâu rồi. Chúng ta làm cái điều gì cũng vậy, tốt nó cũng lấy cái lý do để nó ra nó nói, mà xấu thì nó lại càng nói. Cái việc tốt đó thì nó nói 1-2 ngày, cái việc không tốt nó nói 5-7 ngày. Cái điều đó rất dễ dàng. Ví dụ cái vụ test kit Việt Á của Việt Nam đó thì nói liên tục, nói xuyên từ ngày này qua tháng khác, kêu là nhập khẩu từ Trung Quốc về, rồi hàng kém chất lượng vân vân cả. Nhưng cái vụ ở Mỹ thì lại không nói. Cái cô Elizabeth Holmes đó, và sau này ngay cả chính phủ Mỹ người ta cũng nhập cái test kit từ Trung Quốc về đó, người ta cũng đâu có nói gì đâu, người ta vẫn dùng, người ta coi đó là chuyện bình thường. Và mới đây nhất đó là gì? Đó là cái bộ phim đó, không phải Việt Nam cấm đâu mà Philippines người ta cũng cấm chiếu. Đó. Thế thì các anh đã có cái động thái gì chưa? Có ý kiến gì chưa? Đúng rồi. Chưa, chưa bao giờ có. Thế nhưng các anh lại có một cái động thái rất là nực cười. Các anh cho rằng là nhiều khi mà anh em chúng ta có ý kiến đó, thì các anh cho rằng là chúng ta đi ngược lại cái quan điểm của Đảng về nghị quyết 36. Thì thực ra cái nghị quyết 36 của Đảng á, là hoàn toàn hợp lý và kế thừa cái góc độ nhân văn của Bác Hồ như bác Tổng Bí Thư đã nói. Đó là cái vấn đề là khẳng định là người Việt ở nước ngoài cũng là một bộ phận, đúng không ạ, là khúc ruột ngàn rặm của người dân Việt Nam. Thế nhưng mà ở đây á, là chúng ta phải có cái sự khẳng định và có cái ranh giới rõ ràng. Đó là không phải anh nào cũng vậy. Những các anh thường xuyên các anh lên chống phá nhà nước á, các anh lên các anh đặt điều, các anh nói xấu đó, thì chúng ta có thể chấp nhận được không? Mặc dù các anh mới đây thôi, một số thành phần mới từ trong nước ra thôi, vẫn cứ ra rả nói. Mặc dù nói nước Mỹ không vĩ đại như người ta nghĩ, thế nhưng mà vẫn cứ ra rả ngày nào nói xấu Việt Nam. Thì thử hỏi những cái người đó, người ta có xứng đáng không? Người ta xứng đáng để chúng ta trân trọng, để chúng ta đùm bọc, để chúng ta nói một tiếng đồng bào không? Người ta không xứng, đúng không ạ? Người ta không đáng được hưởng cái đó. Và cái việc này đó thì chúng ta nói thì nó mang tính chất là chúng ta thế này thế kia, và các anh lên nói rất nhiều. Thế nhưng mà chúng ta cảm nhận được đó là gì? Cái vấn đề mà nhà nước giang tay rộng mở, đúng không ạ, đón nhận đồng bào về tham quan du lịch, về phát triển xây dựng đất nước hay về định cư, cái điều đó nó khẳng định cái nhân văn của nhà nước, của Đảng chúng ta, cái đó là chúng ta khẳng định. Thế nhưng các anh cho rằng là nhà nước phải thế này phải thế kia, thì các anh mới về, các anh là cái gì đâu mà phải thế này phải thế kia, đúng không ạ? Rồi các anh mới về. Với lại là có những người lại cho rằng là
chúng ta nên phải bỏ ngày 30 tháng 4 đi, phải bỏ những cái câu từ nó như là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hay là ngày đại thắng mùa xuân năm 1975 đi, để mà cho cái người đồng bào ở nước ngoài người ta có cái tư tưởng này tư tưởng nọ. Bây giờ chúng ta thử nhìn nhận lại xem những cái người đó nói được những cái câu đó ra, tại sao các anh không đi góp ý cho những người ở bên kia thế giới đó? Cứ cái tháng tư nào năm nào thì các anh cũng coi là tháng tư đen, ngày 30 tháng 4 nào cũng là ngày quốc hận. Bản thân người ta nuôi hận thù chứ không phải là người dân trong nước hay là nhà nước, đúng không ạ? Mà đó là do chính những người đó, người ta nuôi cái lòng hận thù và người ta hằn sâu trong cái tư tưởng người ta là như vậy. Thì cái việc nhà nước chúng ta làm việc gì người ta cũng cho là xấu hết, cũng cho là độc tài hết. Cái điều này chúng ta nói rất là nhiều rồi. Thế nhưng cũng có một số anh chị em đó, thì khi trao đổi cái thông tin này đó, thì cũng cho rằng là do từ hai phía, chả có do từ phía nào cả. Mà các anh đã nói được cái vấn đề đó thì các anh phải khuyên những cái người bên các nước như là Mỹ, Úc, Canada hay là Anh, Pháp đó, chưa tới ngày người ta đã kể cả trời mưa đúng không ạ, già đi không nổi rồi cũng ra cầm cờ bảng rôn khẩu hiệu rồi đi thở phì phò vẫn cứ đi, một sao lạ vậy? Các anh cứ muốn là người dân trong nước đối đãi với các anh là phải thế này phải thế kia, nhưng bản thân các anh có tự tự xóa đi được cái mặc cảm của bản anh đâu, mà bản anh vẫn giữ lấy, đúng không ạ? Các anh vẫn giữ lấy cái lòng hận thù đó, thì rất khó để mà có thể mà ngồi lại với nhau để mà nói chuyện. Chứ còn nhà nước chúng ta không có khó khăn gì, và chúng ta có thể nhìn lại xem có rất nhiều người trước đây là những người chống cộng cực đoan, thế nhưng sau khi về thăm Trường Sa, Hoàng Sa, rồi thăm nghĩa trang Bình An à, đúng không ạ, ở Bình Dương đó, của lính Việt Nam Cộng Hòa đó, do cái bác thứ trưởng, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Thanh Sơn đó, thì các bác ấy, về Mỹ thì các bác ấy có cái nhìn nhận nó khác. Thì nhà nước vẫn hàng năm các bác về, nhà nước đâu cấm đâu, các bác vẫn về bình thường, hết sức bình thường, thậm chí là các bác ấy về là người dân trong nước còn rất là ủng hộ nữa cơ. Thế cái điều đó nó khẳng định cái gì? Đó là cái giá trị nhân văn, đó là hai tiếng đồng bào của người dân Việt Nam, chứ không phải là lúc nào cũng coi các anh là kẻ thù, lúc nào cũng coi các anh là những người bên kia thế giới, mà đó là do các anh tự đặt các anh vào hoàn cảnh đó chứ không phải là người dân trong nước. Thì cái điều này em muốn chia sẻ để cho mọi người có thể hiểu thêm, và chúng ta nhận định thêm một lần nữa, đó là ở bất kỳ một xã hội nào, các anh phải cố gắng, phải lao động, phải sáng tạo, phải tích góp, thì các anh mới có được cái cuộc sống ổn định và phát triển về kinh tế. Chứ không có đất bất kỳ một đất nước nào mà các anh nói là ngồi không ăn sẵn cả, không bao giờ có. Thì cái góc độ ngày hôm nay em chia sẻ là như vậy, và qua những cái hình ảnh mà chúng ta ví dụ đó, thì chúng ta cũng lâu lâu cũng nên lấy một vài ví dụ ở xã hội Mỹ để các anh có quan tâm hơn một chút về nước Mỹ. Bởi vì bản thân các anh là công dân ở nước Mỹ hay các nước khác đó, thì các anh nên quan tâm đến đời sống xã hội của cái đất nước mình, rồi Đúng cũng rồi. quan tâm đến những người mà cùng nguồn gốc với mình, cùng máu mủ với mình, cùng quê hương với mình, chứ đừng để người ta các anh lên thì các anh đao to búa lớn lắm. Thế nhưng mà khi mà tụ tiền cho một anh thì các anh ôm tiền các anh trốn luôn đấy, các anh chả quan tâm gì đến người gốc Việt chúng ta cả. Thì cái đó chúng ta cũng cảm nhận thêm một cái góc độ là xem là người ta có nhân văn không đấy. Thì từ cái việc đó thì chúng ta nhận định về cái bản chất là các anh chưa bao giờ các anh từ bỏ cái ý định mà chống phá nhà nước chúng ta, và các anh mong muốn đúng không ạ, người dân chúng ta lúc nào cũng phải khổ cực, lúc nào cũng phải đói kém, lúc nào cũng phải mù chữ, và lúc nào cũng phải xảy ra chiến tranh như năm 1975 vậy. Nó hoang tàn đúng không đau khổ, đó là cái mục đích của các anh mong muốn là như vậy, và bản chất các anh là như thế. Thế thì cái góc độ này thì chúng ta đã nhận định và chúng ta đánh giá để chúng ta thấy được là hiện nay với tình hình ở trong nước của chúng ta hiện nay đó, thì cá nhân em cảm nhận được đó là một cái điều hết sức tuyệt vời. Chúng ta đã ổn định, đã hòa bình, đã phát triển, đang hướng tới những cái tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn cho thế hệ anh em mình cũng như là thế hệ tương lai của đất nước, chứ cũng không phải như các anh ở bên kia thế giới, các anh luôn xuyên tạc, các anh nhào nặng, các anh
đưa những cái giả thuyết mà chắc có lẽ chỉ có các anh mới nghĩ ra thôi, chứ còn nó không có thực. Đó là cái góc độ em chia sẻ ngày hôm nay là như vậy. Thì cảm ơn anh Thơ Quang và mọi người đã lắng nghe.